Thì ở đây thì cái phần đại số tổ hợp ở trong cái chương không, trong cái giáo trình của thầy đó là có nêu lên đó. Thì nó có giờ gồm những cái phần như sau, như là cái quy tắc điếm, rồi hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, chỉnh hợp lập. Trong đó có cái phần nhị thức nêu tên nữa. Tuy nhiên thì ở đây thì trong cái buổi học hôm nay thì thầy chỉ giới thiệu năm nội dung, đó là hai quy tắc điếm, hoán vị, rồi chỉnh hợp, tổ hợp, chỉnh hợp lập. Thì đối với mỗi khái niệm này á, thì nó chia làm hai ý, là các em phải lưu ý đó là khi nói về chỉnh hợp thì mình hiểu đây thế nào là chỉnh hợp đấy, rồi và cái số chỉnh hợp là bao nhiêu không? Tức là mỗi cái khái niệm này nó sẽ chia làm hai ý, là cái khái niệm về cái định nghĩa về cái khái niệm đó, và thứ hai nữa là cái số, cái cách tính cái số của số cái khái niệm đó trong 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 từ từng từng cái trường hợp cụ thể. Về còn quy tắc điếm đó, thì mình nhớ cho thầy là hai quy tắc cộng, hai quy tắc nhân, hai quy tắc xin lỗi, là hai quy tắc, đó là quy tắc cộng và quy tắc nhân. Về quy tắc cộng thì nó có mở rộng ra cho nhiều trường hợp, và quy tắc nhân cũng vậy. Đây thì mình đi vào đầu tiên là quy tắc cộng. Thì ở đây thì thầy chỉ nói quy tắc cộng cho hai trường hợp thôi, tức là khi mình thực hiện công việc nào mà nó mình chỉ cần thực hiện một trong hai phương thức thôi. Thì phương thức thứ nhất đó là nó có n cách thực hiện, và phương thức thứ hai nó có m cách thực hiện. Thì cái đó mình có là n cộng m cách thực hiện công việc. Rồi. Thì cái ví dụ rõ ràng chỗ này là mình có thể đi từ địa điểm A đến địa điểm B, thì mình có thể đi bằng phương thức thứ nhất là đi bằng đường bộ, hoặc là phương thức thứ hai mình đi đi bằng đường thủy. Như vậy thì phương đường bộ thì mình lại có năm cái cách, năm cách đi, và đường thủy lại có hai cách đi. Thì khi đó thì mình sẽ có năm cách đi từ A đến B. Đây là hình minh họa chúng ta. Về cái quy tắc nhân, quy tắc cộng mở rộng đó, thì mình có thể thực hiện, mình ví dụ như mình thực hiện công việc theo một trong k phương thức, thì phương thức một nó có n1 cách thực hiện, phương thức hai có n2 cách thực hiện, vân vân đến phương thức k thì nó có nk cách thực hiện. Như vậy thì mình sẽ có là n1 cộng n2 cộng vân vân cộng đến nk cách thực hiện công việc đó. Tiếp theo là cái quy tắc nhân. Quy tắc nhân thì mình khi mình tiến hành công việc nào đó, mình phải tiến hành cả hai giai đoạn, hai giai đoạn. Đấy. Em lưu ý là cái quy tắc cộng là khi mình tiến hành công việc á, là một trong hai cách, thấy không? Còn quy tắc nhân là cả hai giai đoạn đều phải thực hiện. Đó. Thì giai đoạn một thì mình có là n cách thực hiện. Giai đoạn 2 mình có m cách thực hiện, như vậy thì mình sẽ có n nhân m cách thực hiện công việc đó. Thì cái dấu nhân m nhân n này, thì cái dấu nhân này mình có thể viết thành dấu chấm, hoặc là mình có thể bỏ luôn dấu chấm, mình có thể viết m cái n kiểu liền kề luôn cũng được. Lưu ý ha. Ví dụ mình muốn đi từ A đến C thì bắt buộc phải đi qua B. Từ A đến B mình có ba con đường. Từ B đến C có 4 con đường, như vậy thì mình sẽ có 3 nhân 4 bằng 12 con đường đi từ A đến C. Đây, đây hình minh họa này, từ A đến B mình có 3 con đường ha. Từ B đến C thì có 4 con đường, như vậy thì mình sẽ có 12 cách đi từ A đến C. Mình có thể mở rộng cái quy tắc nhân ra. Tức là thay vì một công việc mình tiến hành hai giai đoạn thì bây giờ mình tiến hành bởi k giai đoạn. Tức là mình phải thực hiện công việc đó thì mình phải phải là phải 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 qua tất cả k giai đoạn này. Như vậy thì ở đây mình giai đoạn 1 thì mình lại có n1 cách thực hiện. Giai đoạn 2 thì có n2 cách thực hiện. Như vậy, giai đoạn k lại có nk cách thực hiện.
Thì khi đó mình có N1 nhân N2 nhân nhân danh nhân NK cách thực hiện công việc đó. Các em lưu ý là khi mình viết như thế này, khi mình viết N1 và N2 viết liền thế này, có nghĩa là N1 nhân N2 không? Khái niệm tiếp theo là mình nói về khoáng vị. Thì đối với cái khái niệm này thì đưa ra cái ví dụ trước, tức là số cách xếp 3 viên bi khác màu thành một hàng thì số cách xếp đó là 3 2 1. Thì mình hiểu một hàng này có nghĩa là viên bi xếp trước xếp sau ha, giữa. Thì cái viên bi đầu tiên thì mình có 3 cách xếp. Viên bi thứ hai thì nó có 2 cách xếp và viên bi thứ ba thì nó chỉ có 1 cách xếp thôi. Thì ở đây là mình xếp cái cách xếp 3 viên bi thì mình được mô tả cho cái hình như thế này. Cách 1 là viên bi màu đỏ là mình xếp ở vị trí thứ nhất cơ. Rồi màu xanh thứ hai, màu vàng thứ ba. Rồi cách 2 là mình có thể viết cũng xếp viên bi thứ nhất màu đỏ ở vị trí thứ nhất, mà màu màu vàng thì thứ hai, còn màu màu xanh là vị trí thứ ba. Còn cách 3 là mình đem cái viên bi màu xanh mình đi xếp vị trí thứ nhất. Rồi. Vị trí thứ nhất. Và cách 4 cũng màu xanh là vị trí thứ nhất. Thì mình quán vị hai thằng màu đỏ với màu vàng. Rồi cách 5 là mình đem màu vàng ở vị trí thứ nhất. Thì khi mà mình tính toán như thế này thì em phải 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 lập luận thế này. Giả sử như ba cái vị trí này nó cố định là 1 2 3 thì đầu tiên là cái viên bi thứ nhất là nó có 3 cách xếp. 3 cách xếp, tức là viên bi thứ nhất là mình gọi viên bi màu đỏ này. Mình có thể xếp nó vị trí thứ nhất hoặc là thứ hai hoặc thứ ba. Mình lập luận như thế để cho nó dễ thôi, còn hoặc là em có thể là lập luận là như thế này, cái cố định ba vị trí phải không? Thì vị trí thứ nhất em có thể dành cho viên bi màu màu đỏ hoặc là viên bi màu xanh hoặc là viên bi màu vàng. Thì mình cái đó coi như mình xếp cái vị trí, xếp viên bi phải không? Đấy. Nhưng mà em phải cố định một cái, tức là em cố định vị trí rồi sau em xếp viên bi, hoặc là em cố định viên bi em xếp vị trí này. Cái nào cũng được nhưng mà phải cố định cái thì mới đưa nó ra cái này. Thì như vậy thì cái này là cái giải thích đúng không? Nhưng mà khi mà mình đọc định nghĩa thì cái quán vị là mỗi cách xếp thứ tự cho n phần tử khác nhau. Ví dụ như mình có 3 vị trí là lớp trưởng, lớp phó học tập với bí thư. Đúng không? Lớp trưởng, lớp phó học tập, bí thư thì mình có 3 người đã chọn ra rồi đó, mình sắp xếp vị trí cho 3 người. Tức là sắp xếp chức vụ là cũng như sắp xếp vị trí thôi. Thì số khoáng vị của n phần tử. Đúng không? Em lưu ý có hai cái khái niệm. Có hai khái niệm thứ nhất là gì? Định nghĩa khoáng vị nè. Khái niệm thứ hai là cái số khoáng vị. Đúng không? Phải phân biệt hai cái này. Nhiều khi mình nói nhanh đó, mình quên chú ý. Thì có nhiều bạn nói khoáng vị, nó là khoáng vị mà. Thì khoáng vị nó chỉ là một trong số cái này thôi. Một cách xếp trong số n giai thừa cách xếp này thôi. Còn nếu mà nói số khoáng vị thì nó mới là n giai thừa này, đúng không? Nhiều khi mình nói nhanh nó là khoáng vị mà. Khoáng vị sao n giai thừa, nó số khoáng vị mới là n giai thừa thôi. Thì các em lưu ý như thế. Tiếp theo là cái khái niệm về chỉnh hợp. Chỉnh hợp là gì? Bây giờ mình có 4 viên bi mà đánh số từ 1 đến 4. Bây giờ mình lấy ra 2 viên bi.
mà mình ship từ trái sang phải thành một số có hai chữ số thôi, thì có mấy mấy cách tạo như thế. Đấy, thì ví dụ như mình lấy được viên bi số 1, số 2, mà số 1 mình lấy ra trước, số 2 lấy ra sau, đúng không? Đó, thì mình sẽ được hai số là 12 với 21. Nếu viên bi số 1 mà lấy ra trước, viên bi số 2 lấy ra sau, mình được số 12. Thì cái việc mà mình lấy ra cùng lúc hai viên bi và mình xếp thứ tự, nó đồng đồng nhất với cái việc mà mình lấy lần lượt không hoàn lại hai viên bi. Yeah. Thầy nói lại này, lấy ra cùng lúc hai viên bi rồi sau đó em sắp xếp thứ tự đó, nó đồng nhất với cái việc là em lấy lần lần lượt không hoàn lại hai viên bi. Yeah. Đấy, ví dụ như cái cách thứ nhất của em này, ví dụ như là em lấy được viên bi số 1, số 2, nhưng mà viên bi số 1 em lấy ra trước, viên bi số 2 em lấy ra sau, thì em được số 12. Đó. Cũng có thể là em lấy viên bi số 2 ra trước rồi viên bi số 1 lấy ra sau, thì em được số 21. Bây giờ cũng cũng như thế, bây giờ em lấy cùng lúc hai viên bi, ví dụ được số 1, số 2 cái em ship, thì lúc này nó có hai cái ship, tức là nó hóa vị của hai phần tử này, đúng không? Đây. Và tương tự nếu như em lấy được cái số 2, số 3 thì mình sẽ được hai kết quả. Đó. Số 3, số 4 là mình được hai kết quả. Đấy không? Nhưng mà nếu em ship theo chiều dọc như thế này thì em thấy là ví dụ như em lấy được viên bi số 1 và một trong ba viên bi còn lại thì mình sẽ có ba cách ship, đúng không? Đó, có ba cách ship. Rồi sau đó là em lấy viên bi số 2 và hai viên bi còn lại, tại vì số 1 mình kể rồi, đúng không? Thì nó có hai. Đấy không? Nhưng mà khi mà mình giải về này thì mình giải thích như thế này nha. Mình ví dụ như mình lấy lần lượt không hoàn lại, lần lượt không hoàn lại hai viên bi, thì viên bi lấy ra lần đầu tiên là mình sẽ có bốn cách lấy, đúng không? Đầu tiên mình có thể lấy một hoặc lấy hai hoặc lấy ba lấy bốn, thì có bốn cách lấy, và lần sau lại có ba cách lấy, thì số cách là 12, đúng không? 12. Thì cái này mình có thể giải thích theo kiểu mình lấy ra cùng lúc hai viên bi rồi sau đó mình sắp xếp vị trí, thì ở đây mình sẽ có 12 khả năng. Thì qua cái ví dụ này đó là mình mới thấy là cái định nghĩa cái chỉnh hợp là gì. Chỉnh hợp là mình mỗi cách lấy ra cùng lúc k phần tử và sau đó sắp xếp thứ tự k phần tử đó, thì mỗi cách như vậy nó gọi là một cái chỉnh hợp chập k của n. Đúng chưa? Thì chỉnh hợp chập k của n như vậy thì cái số chỉnh hợp chập k của n đó, ở trong cái toán học của Việt Nam mình đó, thì nó ký hiệu là AKN như thế này. Còn ký hiệu nước ngoài thì như nó ký hiệu chữ B thì không có để ý lắm. Thì bây giờ đó là alo, bây giờ chúng ta có nghe thầy nói mà. Có theo kịp không? Thầy quên hỏi rồi. Kịp không em? Không ý kiến gì thôi. Được mấy không? À, tiếng nhỏ quá. Alo. Có nghe tiếng thầy nói không em? Có nghe không? Nghe này ơi. Nghe thì nói nghe cho thầy biết, thầy ở đây thì cứ nói hoài mà không biết. Có thấy màn hình thầy trình chiếu không, cái chị xe Có à. rồi thầy cảm ơn rồi, có tiếng là tốt rồi. Bây giờ này thì số chỉnh hợp chập k, lưu ý cũng có hai khái niệm ha, khái niệm chỉnh hợp nè và cái khái niệm là số chỉnh hợp nè, lưu ý là số chỉnh hợp. Nhiều khi chúng ta hay nhầm lẫn là chỉnh hợp với số chỉnh hợp lắm ha, lưu ý chỗ đó. Và khi đó thì em tưởng tượng khi mà mình lấy ra cái trường hợp là cách là lấy ra lần lượt không hoàn lại, thấy không? K viên bi trong n viên bi gì thì rõ ràng là cái số k này không thể vượt quá n được, đúng nên nó có cái điều kiện này. Đấy. Thì ở đây nó có cái lưu ý này.
Nếu ta lấy ra lần lượt không hoàn lại k phần tử từ n phần tử thì cũng được coi là một cái chỉnh hợp chặt k của n ha. Đây cứ lưu ý đó. Khái niệm tiếp theo là cái tổ hợp. Tổ hợp bây giờ mình không quan tâm đến thứ tự mà mình chỉ quan tâm là lấy được viên bi nào thôi. Thấy không? Giống như bữa nãy thì nó có cũng có 12 cái chỉnh hợp, nhưng mà khi mà em chỉ quan tâm đến cái viên bi nào lấy ra thôi chứ em không quan tâm thứ tự của nó, thì lúc này nó chỉ có 6 cách thôi, đúng không? 6 cách. Thì cái này mình gọi là tổ hợp, mình không phân biệt thứ tự. Ví dụ như mình lấy được viên bi số 1, số 2, mình không phân biệt thứ tự nữa, thì nó chỉ cứ kể là một cách thôi. Cái này giống như kiểu mình lấy ra cùng lúc hai viên bi nhưng mà mình không không sắp xếp thứ tự của nó, thì lúc này mình sẽ có 6 cách lấy, đúng không? Thì cái cách tính như sau, thì theo cái chỉnh hợp đó thì lúc nãy mình có thể thấy là nó có 12 cách, 12 cách lập từ một cái số mà nó có hai chữ số như thế này. Tuy nhiên thì giống như cái lúc nãy khi mình nói chỉnh hợp đó, thì ví dụ như mình lấy được hai phần tử và mình sắp xếp thứ tự, thì lúc này đó là số cái cách nó đã tăng đi hai giai thừa, tức là hai lần, đúng không? Cho nên số chỉnh hợp của mình nó sẽ giảm đi hai giai thừa còn 6. Vẽ vào chỉnh hợp là 12, bây giờ chia cho số cái cách sắp xếp là hai giai thừa, đúng không? Thì nó còn 6, thì mình lại có thể lập được như thế. Nhưng mà khi mà mình tính tổ hợp đó, thì mình nói như thế này: bây giờ mỗi cách lấy ra một tập con gồm k phần tử trong e tập gồm n phần tử thì mình được gọi là một tổ hợp, và số tổ hợp chập k của n đó là nó ký hiệu là ckn, ký hiệu là ckn, và nó bằng n giai thừa rồi chia cho k giai thừa nhân n trừ k giai thừa. Thì lúc nãy là cái phần phần này nó chính là chỉnh hợp rồi nè. Cái chỉnh hợp này mình chia thêm k giai thừa nữa thì nó ra là tổ hợp, đúng không? Đấy, tức là mình sẽ có công thức là ckn nó sẽ bằng là akn và chia cho k giai thừa, đúng không? Chia cho k giai thừa. Em lưu ý là ở cái công thức này thầy có ghi ra này, cái chủ lưu ý này. Đấy. Và thêm một cái nữa là cái công thức là ckn nó sẽ bằng là cn trừ k giai thừa. Tại sao nó có cái này, các em có hiểu tại sao nó như thế này không? Đó, thay vì mình có bốn viên bi, các em có bốn có bốn viên bi ở trong cái hộp như thế này, bốn viên bi. Bây giờ em lấy ngẫu nhiên ba viên bi, em lấy ngẫu nhiên ba viên bi trong bốn viên bi này thì số cách lấy nó sẽ là C34, C34. Thì ứng với mỗi cái cách lấy ba ba viên bi có nghĩa là nó bằng với số cách là em chọn một viên bi để còn lại trong họ, đúng không? Đấy, sẽ có công thức này. Đấy, thì giải thích là tại sao nó có công thức này: ckn nó bằng cn trừ trừ k của n là như thế. Ví dụ như là trong cái nhóm của em có 5 người, bây giờ em chọn hai người đi biểu diễn văn nghệ, đúng không? Chọn hai người đi biểu diễn văn nghệ cũng đồng nghĩa với việc em chọn ba người ở lại giữ cái trại. Ví dụ như khi mình đi cắm trại em có 3 người, 5 người cắm trại, đúng không? Thì bây giờ em sẽ chọn hai người đi biểu diễn văn nghệ tham gia trò chơi gì đó, đồng nghĩa với việc là em chọn 3 người ở lại giữ trại, đúng không? Đó, vậy thì số cách chọn hai trong 5 phần tử nó sẽ bằng số cách chọn 3 trong 5 phần tử là như thế, tức là ckn bằng cn trừ kn. Học phổ thông mình học cái công thức này mình không hiểu tại sao nó như thế này hết. Bây giờ mình lý giải ra lại. Thì khi mà em chọn ra k người đi biểu diễn văn nghệ thì có nghĩa là em đã chọn ra n trừ k người còn lại để giữ trại, đúng không? Thì số cách chọn là như nhau, đúng chưa?
Và cái công thức này gọi là cái công thức Pascal này, công thức Pascal này, công thức ở phía dưới này, này gọi là công thức Pascal. Công thức Pascal này thì nó thể hiện ở chỗ cái tam giác Pascal. Tam giác Pascal biết rồi, thầy ở đây thầy có không có công thức Pascal. Ví dụ như khi mà ngẫu nhiên em ship ra ở, ở trên hàng thứ nhất em ship hai số 1 như thế này, hàng thứ hai cũng hàng thứ nhất em ship một số 1 phải không, hàng thứ hai là em ship hai số 1, rồi hàng thứ ba em cũng viết số 1 như thế này. Đấy. Rồi sau đó là ở chỗ này á, là em lấy hai cái số 1 này em cộng lại ra cho kết quả ở đây thì 212. Rồi sau đó hàng thứ tư là 1, số 1 cộng số 2 là làm số 3 em ghi xuống đây. Đây, số 2 này cộng số 1 thì số 3 ghi ở đây. Đây này số 1 thì cái này nó ra ngẫu nhiên là tam giác Pascal nhé. Tam giác Pascal. Đây là 1 này. 1 cộng 3 là 4 không? Em ghi số 4 ở đây, em ghi số 6 ở đây. Rồi em ghi số 4 ở đây, em ghi số 1 ở đây. Thì cái này nó chính là cái hệ số trong cái khai triển này nhị thức Newton nha. Khai triển trong nhị thức Newton chẳng hạn như ở đây là em có là 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 mũ 2. Đây này, mũ 2. Thì nó sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 1 phải không? Rồi 1 cộng 1 mũ 3. Mũ 3. Thì khi mà khai triển nhị thức Newton ra thì nó như thế này. Đó, 1 cộng 3 cộng 3 cộng 1. Đấy. Rồi cái này là 1 cộng 1 mũ 4. Hoặc là A cộng B tất cả mũ 4. A cộng B tất cả mũ 4. Thì tất cả cái hệ số của nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là 1 A mũ 4. Rồi tới là 4A mũ mũ 3B, rồi tới 6A mũ 2, B mũ 2, rồi cộng tới 4A mũ 1, B mũ 3 và 1B mũ 4. Đấy, thì cái này là cái nhị thức Newton, khai triển nhị thức Newton em. Và em thấy cái số 3 này không? Số 3 này nó chính là C13. C13. Còn số 4 này là C14 nè. Số 3 này là C23. C23. C23 này em cộng với C13 thì nó sẽ ra là C2, C24. C24. Thì hai cái số này em cộng lại thì ra cái số nhiều này. Thì cái công thức này nó chính là công thức Pascal nha, công thức Pascal chỗ này. Công thức Pascal. Đấy, công thức Pascal nha. Mình kiểm tra lại. Tiếp theo là mình nói về cái chỉnh hợp lập. Đấy không? Chỉnh hợp lập thì một mình lấy cái ví dụ như thế này. Một hộp mình có 3 cái viên bi mà được đánh số từ 1 đến 3. Đánh số từ 1 đến 3. Bây giờ mình lấy ra lần lượt có còn lại 2 viên. Lấy ra lần lượt có còn lại 2 lần ha. Lần đầu mình lấy ra mình xem nó là số mấy, mình ghi cho cái tờ giấy, ghi cho từ giấy. Rồi sau đó là mình bỏ cái viên bi mình lấy ra đó, mình bỏ vô hộp lại. Rồi sau đó là thứ hai mình lại tiếp tục lấy ra một cái viên bi, mình coi nó là số mấy rồi mình ghi vô tờ giấy. Thấy không? Thì cái này nó gọi là lấy ra lần lượt có hòa lại hai viên bi hai lần đúng không? Cái này lấy ra lần lượt mà có hòa lại đó. Thì như vậy thì số cách lấy nó sẽ là như thế nào? Thì em nhìn nhìn cái hình nè, nhìn cái hình này phải không? Đó. Thì có thể là em lấy ra cả hai lần em lấy ra đều là số 1 hết. Đó. Có thể là hai lần em lấy ra đều là số 1 hết. Có bạn hỏi gì ạ? Có ai hỏi gì không? Thầy ơi, mình hát hình như thầy biết nhau đó. Hả? Thầy Mẹ hát chứ. Nãy em như thầy ao ra thầy ơi, thầy nói tới cái đoạn chỗ số 1 đó là thầy văng ra luôn. Chị Giang à, rồi vô rồi chưa? Vô lại rồi nhưng mà nó không có trình chiếu à. Có gì chiếu hàng chi thấy rồi để thầy coi là
Thầy nói tới cái đoạn nào mà nó gian gà vậy em? Nói tới cái đoạn xe một ba, xe một ba thôi để này nhìn chiếu lại rồi có gì chừng nữa các em xem lại gì này cái file ghi hình đó em. Rồi có thấy màn hình trình chiếu thầy chưa? Thấy chưa em? Thấy Lúc nãy thầy nói tới chỗ tổ hợp chứ. Tổ hợp rồi phải không? Thế thì cái này là cái số tổ hợp, bây giờ mình nói về tổ hợp lập đi. Thì bây giờ mình ví dụ như mình một hộp mình có 3 GB, mình đánh số từ 1 đến 3 ha, đánh số từ 1 đến 3. Bây giờ lấy ra là được có còn lại hai lần. Lần đầu lấy ra xem cái số đánh dấu. Rồi viết ra tờ giấy. Rồi bỏ GB đó vào hộp, sau đó là lấy ra 1 GB nữa, rồi xem cái số đánh dấu và viết kết quả vào như lần đầu. Mà bên phải ha, thì gì thì mình sẽ được các kết quả như sau. Thì đây là số chỉnh hợp lập trạch 2 của 3 này. Thì mình có thể mình lấy ra kiểu cả cả hai cái đều là viên bi số 1 á, đúng không? Thì mình sẽ được một cái tổ hợp là 1 1. Rồi có thể là lần đầu mình lấy số 1 là hai, lấy số 2 vậy thì mình được là 1 2. Rồi tương tự mình có 1 3. Rồi nếu mà lần đầu mình lấy số 2 thì nó có cái tổ hợp là 2 hai một hai 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 ba đúng không? Đấy, vậy thì tổng cộng mà mình có bao nhiêu vậy? 3 x 3 là 9 thôi, 3 x 3 là 9. Vậy thì có thể mình lặp lại, có thể là các cái GB nó lấy ra nó có thể lặp lại như thế này. Cho nên chỗ này mình gọi là chỉnh hợp lặp là mình cũng quan tâm thứ tự đúng không? Nhưng mà nó có thể giống nhau. Đấy. Đấy, thì nó giống với chỉnh hợp nhưng mà nó có những trường hợp là có những cái phần tử giống nhau. Thì cái này nó gọi là chỉnh hợp lập. Chỉnh hợp lập là gì? Thì bây giờ nếu mà mình cho một cái tập gồm có k phần tử khác nhau thì mỗi cách lấy lần lượt có hoàn lại k lần các phần tử trong A thì nó gọi là một cái chỉnh hợp lập trạch k của n phần tử. Và số tổ hợp số chỉnh hợp lập trạch k thì ở đây mình chỉ ký hiệu là LNK, lấy cái chữ lập là ký hiệu luôn. Thì trong cái này thì k có thể lớn hơn n không, ví dụ như cái tập hợp của mình đó là nó có 3 phần tử nhưng mà mình có thể lấy 10 lần cũng được đúng không, lấy có 10 lần cũng được tại vì mình lấy có hoàn lại mà, lấy 10 lần cũng được. Một cái ví dụ một cái ví dụ về chỉnh hợp lập là cái này kia. Bây giờ mình ship ngẫu nhiên 7 người vào 3 toa tàu với điều kiện là cả 3 toa này nó đều có khả năng chứa hết 7 người ha. Thì mỗi cách ship nó chính là một cái chỉnh hợp lập chặt 7 của 3. Đúng không? Đấy, mình có thể lập luận như thế này. Bây giờ cái người thứ nhất á, thì mình có 3 cách sắp xếp. Cái người thứ hai mình cũng có 3 cách sắp xếp. Như vậy đến người thứ bảy mình cũng có 3 cách sắp xếp. Như vậy thì mỗi cách sắp xếp người thứ nhất thì mình lại có 3 cách sắp xếp người thứ hai. Thấy không? Vậy thì 3 nhân 3 rồi. Đấy. Thì nhân lên theo quy tắc nhân là, thấy không? Đấy. Thì mình sẽ có một cái chỉnh hợp chập 7 của 3. Thì em lưu ý ở chỗ này em hay lẫn lộn là chập 7 của 3 hay là chập 3 của 7 hay lẫn lộn chỗ này. Đúng không? Chập chập 7 của 3, chập 3 của 7. Bây giờ em có một cái bình mà một cái bình đó. Mỗi cái bình có thể là cắm 5 bông hoa. Bây giờ em có 5 cái bông hoa và có 3 cái bình. Thấy không? Bây giờ có mấy cách cắm hoa bây giờ. Đấy. Thì một cái bình em có khả năng cắm được 7 bông hoa đúng không? À, xin lỗi 5 bông hoa đúng không? Vậy thì
một bông hoa thứ nhất là em có ba cách cấm, bông hoa thứ hai em cũng có ba cách cấm, và bông hoa thứ năm cũng có ba cách cấm. Vậy thì nó là chỉnh hợp chập lập chập năm của ba, đúng không? Đấy. Giống như kiểu mà mình phát quà đó, bây giờ mình có ba phần quà mà nó có 7 người đó, thì có bao nhiêu cách phát? Thì hiển nhiên là khi mình phát quà thì có khả năng là mình phát ba phần quà này cho cùng một người luôn cũng được, đúng không? Đấy, thì nó cũng rơi vào cái chỉnh hợp lập. Thì các em suy nghĩ thử coi, nếu mà mình có ba phần quà mà nó có 7 người thì có bao nhiêu cách phát? Đấy, thì với cái phần chỉnh hợp, cái phần đại số tổ hợp thì thầy giới thiệu cho các em bao nhiêu, phải không? Đấy, thì bây giờ